もしもーし。ふうさんいる？Em chào cô. Ừ, chào em. Mai Thư bật cam cái Thư nha. Vâng. Em học cô được 2 năm rồi. Ừ, thế mà hôm nay mới được nói chuyện với cô nhỉ? Em chào cô. Ừ, chào Hoa thôi. Chúc mừng nhá. Hôm nay đỗ rồi nhá. Vâng. Sướng không? Sướng không? Sướng ạ. Ừ. Ra ngoài đi con. À, con dai đâu rồi? Con dai đâu rồi? Ra đi ạ. Hoa sẵn. Hoa sẵn hôm ý vâng. Tự tin là sẽ đỗ là cô lo mãi không biết được Hoa có đỗ không. Nhớ nhớ vâng. Không đỗ thì hôm ý lại thành nói điêu nhỉ. Vâng. À cái anh Huỳnh ấy có đỗ không là cô? À Huỳnh á, Huỳnh cô không biết là bởi vì cô chưa xem hết danh sách á. Ừ. Từ hôm vâng. Giờ bận quá cô chưa xem hết, chắc là bạn trợ giảng bạn nắm được đấy. Vâng. Cô về Ừ? Cô về Việt Nam luôn ạ? À? Cô về luôn rồi, về rồi chứ. Mày à, cô sang hiện đây giờ ở đây nè. Sang chỉ là học xong là về đây nhỉ? Ừ, người ta đi học là người ta có định, à người ta sang Nhật là người ta có định hướng rõ ràng là đi định để hướng lấy rõ kiến thức ràng để đúng về. không? Ừ, Vâng. đi là kiểu như chỉ để lấy kiến thức để về thôi chứ về phải cống hiến cho Việt Nam chứ ai đi ở mãi bên Nhật làm gì? Về có bố mẹ, Vâng. gia đình ở nhà đúng không? Đúng Không rồi, nhận đúng không rồi, Hoàng vâng. Em năm sau cũng nào? vậy. Ừ, không đâu bằng ở nhà. Chào cô Hiền, chào nghĩa. Chào mọi người nha. Ơi, chào mọi người. À, cô Hiền vào rồi à. Ui, sao xin mời đi đây. Sao xin mời đi. Hoa sẵn này là hôm trước tham gia ấy của chị. Hôm trước tham gia cái gì nhỉ? À, ở trên gì Tokyo. Đấy? À, giao lưu ở Tokyo. Ừ, ở trên Tokyo. Ồ. Hôm ý Khoa đứng lên phát biểu là Khoa bảo là em đợt này em học được một cô Thanh chắc là đỗ. Nên là hôm ý cứ thấp thỏm. Không biết là về ông đỗ thật không. Ôi, sao ông ấy chém gió tôi chết. Em tiếc quá cái đợt CC tổ chức em lại về Việt Nam mới không tham gia được. À thế à? Thế là em vừa lại quay trở lại Nhật đây à? Em về Việt Nam là một tháng thôi, trong một tháng ấy CC tổ chức ở ba chỗ không đi được chỗ nào luôn. Tụi em rất muốn tham gia. Ô, em nói vậy thầy có nghe được không ạ? Có nghe được. Đây, thông báo với thầy Nghĩa với cô Hiền là bạn Thư này là 128 điểm N1 nha. Wow. Xin chúc mừng. Bạn Khoa là chỉ vừa đủ đỗ thôi. Nhưng mà trong tân à đây. Đẹp đỗ N1 là siêu lắm rồi. Đây các bạn đang vào dần rồi. Chào Na, Na, Na hay gì đấy? Ừ. Na, Na sao N A là bạn tên gì đấy? À mình phải đổi tên cô Thanh mới được. Đọc em là Na rồi cô. Na hả? Ờ được. Na nha. Ui, Nha 173 điểm N3 hả? Ui giời. 175. Nhưng khác hai chiên rồi đó. 175 điểm. Ừ, Na 175 cơ à. Ui. Hôm nay là trong nhóm N3 của chúng ta là sẽ có hai bạn 180 điểm. Wow. Có. Wow. Có. À, dạ. Có 3 bạn. Có 3 bạn là từ 170 điểm trở lên là có bạn Bobby, không biết là tên là gì nhưng mà 171 điểm. Có Na là 175 điểm và một bạn Hiền là 175 điểm. À. Ôi, khủng vậy. Sao các bạn giỏi vậy? Còn các bạn N1 thì vì N1 nó hơi khó nên là chúng ta sẽ tập hợp tất cả các bạn đỗ N1 là được rồi. Bởi vì đúng không? N1 đỗ được cả một vấn đề nha, cả một hành trình đấy. Ừ. Cao Đại Hoàng Minh vào rồi. Chào Minh Sang. Minh Sang. Hai cô. Xin thông báo là Minh Sang là 123 điểm N1 nha các bạn nha. Có khi mọi người có khi phải để cái background là bao nhiêu điểm của N mấy trong một điểm. Đúng không? 123 thôi. Ừ. 123 à? Ừ. Nói chung là N1 thì cũng khá là khó. Thế nên là cố được đến đâu hay đến đấy đúng không? Ừ. Thế thì chúng ta cũng đã bắt đầu luôn nhé. Cũng là đến giờ rồi. Thì hôm nay chắc là sẽ có thêm nhiều bạn nữa. À, nhưng mà bây giờ thì mình cũng sẽ bắt đầu dần dần luôn nhá. À, Phương hay là ai trợ giảng nhỉ? Các bạn lưu ý giúp cô là trong cái lúc mà phát live á, thì ví dụ mà gọi ai nói chuyện thì em ghim cái bạn đấy lên nhá. Ừ, ghim bạn đấy lên và ghim MC của chúng ta. Rồi, các bạn cố gắng là hôm nay chúng ta phát live trên Facebook. Thế nên là các bạn lưu ý âm thanh giúp cô nhá. Được chưa? Ok rồi, chúng ta bắt đầu nhá. Đấy, xin chào tất cả mọi người. Ừ. Sẽ còn rất nhiều bạn vào sau nữa nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhá. Hôm nay thì sẽ có hôm nay là tối thứ 7 rồi thì cũng trong một tuần thầy cô về từ Việt Nam à từ Nhật về Việt Nam thì
thì cũng rối bời mất cả một tuần vừa qua. Hôm nay thì mới có cái thời gian dư ra một chút để chúng ta tổ chức một cái buổi nói chuyện, trò chuyện với các bạn có thể coi là đỗ điểm cao ở trong kỳ thi GLPT vừa qua vừa rồi. Và các bạn đều là học viên của Dũng Mori ở trong ba lớp, đó là lớp VIP 500 của chúng ta đúng không, từ N3 đến N1. Thì trong số các bạn tham gia ngày hôm nay, thực ra có rất nhiều bạn nhưng mà các bạn không sắp xếp được thời gian á, thì tạm thời là cái quy chuẩn của chúng ta, nếu mà gọi hết thì sẽ phải đến tầm vài trăm người. Nếu mà gọi hết tất cả các bạn đỗ thì sẽ vài trăm người, thế nên là trung tâm sẽ mời các bạn chỉ là các bạn đạt điểm từ khoảng độ 160 điểm trở lên của N3 và N2 và các bạn đỗ N1 thôi nhá. Đấy, chỉ sương sương vậy thôi, được chưa nào? Thế thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện và chia sẻ một chút về những cái cách học của các bạn để làm sao mà chúng ta có thể đạt được cái thành tích trong thời gian vừa rồi. Và đầu tiên thì mình xin giới thiệu ở đây sẽ có bốn thầy cô, đó là thầy Dũng. Thầy Dũng đây, thầy Dũng giơ tay chào mọi người nhá. Tiếp theo là thầy Nghĩa, rồi thầy Nghĩa giơ tay nào. Và tiếp theo là cô Hiền nhá, cô Hiền. Đó, ok, các bạn cũng đang vào khá là nhiều rồi, đúng không nào? Đây là bốn thầy cô đảm nhận bốn lớp Zoom VIP 500 của chúng ta. Đó, thì trong số này thì có thầy Dũng và cô Hiền là một cặp. Thầy Dũng và cô Hiền là một cặp. Cặp ở đây tức là cặp dạy level và kỹ năng gì đó. À, kỹ năng nhá. Thầy Dũng với cô Hiền là dạy từ vựng này, dạy chữ Hán này, dạy nghe hiểu này và chữa luyện đề ở phần từ vựng, chữ Hán và ngữ pháp. Và tiếp theo là cô Hiền, cô Thanh và thầy Nghĩa thì là một cặp dạy gì nhỉ? Dạy ngữ pháp, dạy đọc hiểu và luyện các đề liên quan đến đọc hiểu. Đó nhá. Đấy. Cô đoán là Thanh hơi nhầm một tí là cô, thầy Dũng và cô Hiền sẽ chữa cả phần nghe hiểu nữa. À, thế à, nghe hiểu. Em vừa nói gì nhỉ? Nói là ngữ pháp. Em nói là ngữ pháp. Ngữ pháp à? Ừ thì anh cũng chữa cả ngữ pháp mà, trong phần luyện đề còn gì, đúng không? Rồi, ok. Thế thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau check lại một chút để cô xem là các bạn chúng ta điểm danh một chút nhé. Chúng ta điểm danh một chút xem là trong số này là những bạn như thế nào, thành tích như thế nào. Đầu tiên chúng ta có bạn Thư. Thư giơ tay cho mọi người nhé. Thư của chúng ta là đỗ điểm gì nhỉ? Thư nhỉ? Thư là trình độ gì nhỉ? Thư là đỗ N1 đúng không? Rồi tiếp theo, N1 là bao nhiêu điểm đấy? 128 điểm đúng không? Ok, tiếp theo Khoa nào. Khoa chia sẻ các bạn đi. Khoa sao? Dạ. Khoa là đỗ N mấy, bao nhiêu điểm? Chia sẻ các bạn để các bạn còn nhận diện nghe. Em đỗ N1 chỉ 103 điểm thôi ạ. Có 103 điểm. Hôm nay được vào đây nhá. Ok. Em muốn giao lưu hỏi ạ. Rồi tiếp theo Na nào. Na được rồi, là thi đỗ N gì và bao nhiêu điểm, em giới thiệu cho các bạn nào. Dạ em thi đỗ N3 175 điểm. Nhưng mà vẫn chưa phải là cao nhất, bởi vì N3 chúng ta có hai bạn là 180 cơ. Đó, Na vẫn còn khiêm tốn một tí đúng không? Đấy, rồi Cao Đại Hoàng Minh nào. Cao Đại Hoàng Minh. Dạ vâng, em đỗ N1 123 điểm ạ. N1 tới 123 điểm đúng không? Chúc mừng mình nha. Đấy. Rồi các bạn còn lại bốn bạn còn lại, các bạn bật cam lên cho giúp cô được không? Bạn Trang Ngô nào. Trang Ngô là đỗ N mấy, bao nhiêu điểm nào? Dạ, em đỗ N3 167 điểm ạ. 167 điểm. Chúc mừng em nhá. Đấy, thế là vẫn còn thấp trong cái số này đúng không? Đúng rồi. Quỳnh Nhi Phạm nào. Phạm Quỳnh Nhi là các bạn cố gắng bật mic bật cam lên cho cô nhá. Dạ. Em đỗ N2 với 128 điểm ạ. 128 điểm mà sao lằng ở đây thế này. Ok rồi, không cô đùa vậy thôi, cô đùa vậy thôi. Chúc mừng em nhá. Rồi, đó là đỗ N2. Hay Nhi Sàng, cảm ơn Nhi Sàng nhá. Nhi xinh gái quá. Đấy, tiếp theo là Trang nào, Trang Sàng. Trang Sàng đỗ N mấy, trong bao nhiêu điểm nhỉ em nhỉ? Em đỗ N1 120 điểm. 120 điểm à? Nghe sợ đọc buồn cười đấy, 120 điểm. Đấy. Em xong cũng học rất chăm nhá. Thầy Trang rất là chăm đúng không? Tiếp theo nào, có bạn Công à, hay là gì đấy, Côn à. Côn ơi, giới thiệu cho các bạn được không? Em đỗ N3 đây ạ, 156 điểm. Có 156 điểm thôi à, ít thế. Rồi, tiếp theo thì bạn Hậu nào, bạn Hậu mới vào. Các bạn có thể xem màn hình được không? Bật cam được không? Hậu được bao nhiêu điểm em? Dạ, em được 180 điểm rồi bà. À, thế ạ? Wow. Rồi, các bạn giỏi quá, làm cụ thấy hoang mang ấy. Ok, rồi,
Hay, thế thì ngày hôm nay nhá, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện tự do thôi, cũng không phải là một cái gì là quá là ép buộc cả, hoàn toàn là một câu chuyện tự do, chúng ta không có chuẩn bị gì trước cả, đúng không nào? Cô không có liên lạc gì với các bạn chuẩn bị gì trước, đúng không? Thế nên là hôm nay chúng ta hoàn toàn chia sẻ tự do. Thì bây giờ trước tiên là câu hỏi trong số này, có bạn nào là đang là thực tập sinh không nhỉ? Ai thực tập sinh, các bạn giơ tay cho cô xem này nào. Giơ tay có thể bấm thực tập sinh, là đa số tất cả thực tập sinh đúng không? Ừ, các bạn khác, mọi người giơ tay hết à? Tất cả các bạn thực tập sinh đúng không? Thì thực ra thì trước tiên thì cô sẽ, hôm nay chúng ta sẽ để cho bạn Hậu đầu tiên chia sẻ trước được không nào? Hậu Sáng, Hậu Sáng có thể bật cam được không em? Hậu Sáng có bật được không? Hay là đang không mặc quần áo? Không, là đang vừa tập gym xong. Nhìn cái kìa. Vừa tập gym. Em mới đi làm về. Xong hả? Thế thì Hậu Sáng có chia sẻ được không? À thế vừa đi làm về, thế thì mời bạn Minh đi. Thế thì xin mời bạn Minh trước nhá. Minh sẽ chia sẻ một chút về xem là em học tiếng Nhật từ bao giờ này, và sang Nhật từ bao giờ, và cái hành trình mà để đến được N1 nó như thế nào, cũng như là trong cái lúc mà học N1 có khó khăn gì không. Chúng ta các bạn khác cùng nghe, và chúng ta sẽ cùng xem là mình có cái sự đồng cảm gì không trong câu chuyện của Minh nhá. Hãy xin mời Minh Sàng. Dạ vâng, chào mọi người. Em tên Cao Đại Hoàng Minh, chắc cũng có thể lớn hơn một chút, là sinh năm 1983, mới vừa từ Việt Nam về lúc nãy luôn. Đang nghỉ hè một tháng từ Việt Nam sang. Thì mình bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 2007, khóa khá xa về trước. 2007 là thời tiếng Nhật còn rất là mới mẻ ở Việt Nam, và mọi người thường thì từ cấp 2 đến đại học đã học tiếng Anh rồi, cho nên mọi người muốn chọn cái ngoại ngữ 2 á. Thời đấy tiếng Trung cũng được yêu thích, nhưng mà thời đấy hình như là mọi người đối nhau là bảo Nhật có cơ hội hơn, nên là mình bắt đầu tìm hiểu tiếng Nhật từ 2007 và học đến 2008. Rồi sau đấy sang Nhật thì là 2012. 2012 thì nó thi được N2 rồi, từ thời điểm đấy 2012. Thì sang Nhật 2012 thì đã đi làm sang Nhật với tư cách là visa kỹ sư của FPT Software. Thì như thế là đi làm. Thì từ đấy về đây cũng 10 năm toàn là đi làm suốt, và đã thi N1 khoảng 3 lần. Và lúc đấy là em chỉ nghĩ là thử mình tự học với lại cái kinh nghiệm mình ở bên Nhật lâu năm, và cái đi làm thử xem có đậu không. Rốt cuộc không đậu nổi. Thì từ đấy mới bước ra là N1 đấy là một cái chứng chỉ khá là khó trên đối với các loại ngôn ngữ trên thế giới. Từ năm 2010 thì tiếng Nhật chuyển sang cơ chế chấm điểm theo kiểu mà họ đánh giá về trình độ tổng thể chứ không phải là điểm con số đúng nữa. Cho nên là giả sử mình đánh lùi đi chăng nữa, thì khi mà họ đánh giá tổng thể, họ dùng một cái thuật ngữ về đại khái giống như trí thông minh nhân tạo vậy. Họ sẽ phán đoán được xem với giả sử mình đánh đúng như thế, nhưng mà có những câu đánh lùi thì lập tức họ sẽ phán đoán là trình độ mình chưa tới, để mà có sự công bằng giữa các kỳ thi. Thì từ cái cơ chế đấy đi thì mình đã nghiên cứu và thử vài lần rồi. Thì rõ ràng nó có một cái lượng kiến thức nhất định, không học là không đổ nổi. Cho dù dùng kiến thức bên Nhật chục năm chân nữa vẫn không đổ nổi. Thì do đó với lại bên đi làm thì cũng không bị áp lực với bằng cấp ấy. Nhưng mà năm nay muốn thăng tiến chút xíu, cho nên là phải đi lấy bằng N1. Và từ đấy là đăng ký khóa học Dũng Mori. Đấy, thì từ khi vào Dũng Mori thì quá trình 6 tháng thì nói thật ra cũng không phải là mình tham gia tất cả các buổi học đâu. Thì đi làm về thì cũng là siêu đen thôi, thì cũng là trên thuộc cố gắng, cho nên tham gia khoảng 60%, còn lại là không tham gia được. Tham gia 60% là đã đỗ rồi. Thế là có bay sẵn rồi cô, chứ không phải là bắt đầu học từ số không. Đúng rồi. Thế là bên Nhật thì gần như là cái môi trường nghe một cách rất tự nhiên, mình không hay luyện nghe nữa. Thì cái yếu là luyện đọc, còn từ vựng thì mình cập nhật mỗi ngày thì luyện đọc. Đấy. Thì nhưng mà ngược lại thì nhờ Dũng Mori có cái app học rất là tuyệt vời. Trên đấy thì có thể xem video bất kỳ lúc nào, thậm chí lúc nhàn rỗi lúc trên giường mới xem được đấy. Thì dần dần tích lũy, thì qua kỳ thi này kinh nghiệm mình rút ra được là đầu tiên chứng chỉ N là một chứng chỉ khá là đáng giá, và buộc phải học với đổ nổi, không học lên tơ mơ là cũng sẽ không đổ được, và nó đổ là đánh giá được trình độ thực sự của mình. Cái thứ hai là muốn học mà sử dụng vì là nó cái ngoại ngữ, thậm chí là một cái ngữ thứ hai sau tiếng Anh, cho nên là nó cần duy trì sự liên tục mỗi ngày, nếu không dùng quên ngày. Đấy thì em chỉ là hai cái đấy thôi, cho nên là cái app đấy giúp việc rất là nhiều, nhập vào mình có thể học bất cứ lúc nào ấy.
Anh Minh chắc là cái một tấm gương mà rất là nhiều bạn cô hai sau này sẽ phải đáng học hỏi, bởi vì công việc cực kỳ bận. Bởi vì vừa nãy không biết các bạn có nghe không, thì anh Minh anh bảo là đi làm đến Sudan, tức là cái chuyến tàu cuối cùng ấy. Sudan vùng của anh là khoảng bao nhiêu, 12 giờ hay là thì nhà mình thì ở 11 giờ ở Tokyo, nhưng mà ở gần chỗ cái bên Higashimayamashi, nên từ chỗ nhà đi làm 2 tiếng, cho nên là từ giờ công ty về 10 giờ thì về đây cũng có 12 giờ 1 giờ khuya. Ủa đấy, cái anh làm nhiều đến 10 giờ đêm đấy mà vẫn học và đỗ N1. Cái này thì đây chỉ là ngồi trên tòa điện thôi. Bởi tham gia trực tiếp thì cũng chỉ là sắp xếp thôi chứ không thể full được. Ok. Thực ra Minh là một trường hợp rất là điển hình của các bạn hay thi được một đấy mọi người ạ. Bởi vì là cô cũng nói rất là nhiều lần rồi, đó là chúng ta nếu mà học, các bạn học từ N5 đến N2 nó rất là dễ, bởi vì là cái sự khác biệt giữa các level đấy nó không quá là lớn. Nhưng mà từ N2 lên đến N1 thì thực sự là mình sẽ phải cần một cái base, một cái nền tảng khá là tốt, và đặc biệt là chuyên sâu về những kỹ năng đọc và nghe, đúng không? Thì Minh thì chắc hẳn là cái kỹ năng nghe cũng đã rất là ok rồi đó, và mình cũng mất tới tận 3 năm đúng không? À, 3 năm mà là 3 lần thi động lực 1 của, đúng không? Ừ, đó thì đó. À, nhưng mà có một cái điều rất thú vị, đó là Minh còn bắt đầu học tiếng Nhật trước ở cô cơ Minh ạ. Cô học từ lúc nào em kia? Cô học từ năm 2011. Mà thế là cô quá xìu. Thêm nữa là Minh rằng là hơn cả tuổi mình. thế nhưng mà trong lớp học là quen mồm, là thôi cứ xin phép các bạn là vâng một chữ vẫn là thầy, cho nên là em vẫn xin thầy cô. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy một cái hành trình rất là dài của mình cố gắng cho ngày hôm nay, đúng không? Thực ra thì cái cô nói rất là nhiều rồi, cái N1 nó không phải là cái gì nó quá là cao siêu, nhưng mà thực sự đối với những người cần thì nó sẽ phải là cần đó. Thế nên là thôi, tóm lại là chúc mừng Minh đã hoàn thành được cái chặng cuối cùng ở trong cái GLPT của chúng ta nhé, và sắp tới thì con đường còn rất là dài, cố gắng mình vận dụng nó ra thành cái gì nhỉ, thành cái kỹ năng thực sự để ứng dụng nhiều trong cuộc sống cũng như công việc của mình nhé. Rồi, hay thế thì bây giờ cô muốn hỏi một bạn đi, đó là ví dụ bạn Thư Sàng. Thư Sàng là đang là thực tập sinh đúng không? Thì vừa nãy Minh là kỹ sư nhỉ, Minh nhỉ? Minh là kỹ sư. Vâng, em là kỹ sư ạ. Đó, thế thì bây giờ chúng ta đã qua được một bạn kỹ sư, bây giờ xin mời bạn Thư nhé. Thư là một thực tập sinh, thì để đến ngày hôm nay khi mà bạn đạt được N1 rồi thì cũng muốn hỏi là cái quá trình học của em cũng như là cái cách mà em phân bổ một ngày làm sao để có thể có thời gian để ôn luyện được cái GPT cho đến cái thời điểm là cái level cao nhất như thế này. Vâng, em chào thầy cô ạ. Em bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 2018 ạ. Là lúc đấy là em đỗ đơn hàng. Bắt đầu đi thì em bắt đầu đến trung tâm học, thời gian đầu học bảng chữ cái thì em cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà tại vì cái này nó nhiều hiragana rồi katakana ấy, nên là bắt đầu em bị stress, em số cân xong một thời gian sau thì em nghĩ là phải cố gắng hơn, tại vì khi mà qua bên Nhật mà không có tiếng ấy thì sẽ không thể làm được ấy. Nên là em đã cố gắng học ở trung tâm, thì sau khi em học hết 6 tháng là em đã đỗ N5 ở Việt Nam, và em qua Nhật là tháng 11 năm 2018. Thời gian đầu qua đây thì công việc cũng hơi vỡ ngỡ ấy, nên là em đi làm về em không có thời gian nhiều cho việc học. Khoảng tầm 6 tháng sau thì em bắt đầu công việc ổn định rồi, thì em bắt đầu thấy là cần phải học tiếng, tại vì em cũng làm được việc nhưng mà em lại không giao tiếp với mọi người nhiều, là kể cả thông trò nói với em nhiều khi em cũng không hiểu, thì em thường là lúc đó thì thường là senpai sẽ dịch lại cho em, thì em nghĩ là mình không thể phụ thuộc vào senpai mãi như vậy được. Và lúc đó em bắt đầu tiếp tục học N4, tại vì ở trung tâm em đã học hết N5 và 6 tháng sau bắt đầu học tiếp lên N4, và lúc đó là em tự học trong sách. Sau khoảng đến tháng 9 năm 2019 thì em được biết đến Dũng Ngô đi qua một chị làm cùng em. Chị đấy nói là bên thầy cô dạy giảng dễ hiểu rồi, học rất là tiện lợi, nên là em cũng đăng ký khóa N3 từ tháng 9 năm 2019. Để, từ 2019 luôn rồi đúng không? Để tháng 7 năm 2020 em đăng ký N3, nhưng mà năm đấy vì dịch nên là em chưa đăng ký tham gia thi được. Nên lúc đấy em cũng đang phân vân là tháng 12 nên thi tiếp lên N2 hay là thi lại N3, thì em cũng nhận lời khuyên của mọi người là
thôi thi cái bằng N3 trước để cho chắc đã, tại vì bọn em thực tập sinh thì cơ hội nó cũng không có nhiều ấy. Thì lúc đấy em cũng đăng ký tham thi N3, thì tháng 12 thì em cũng may mắn đỗ được N3. Và hồi đấy em đăng ký khóa học là em đăng ký khóa học N3 N2 online, thì bên lúc đấy bên trung tâm chưa có lớp học qua Zoom ấy, nên là em xem video của cô rồi em thấy là cái app Zoom đi rất là tiện lợi luôn, tại vì em học chữ Hán ấy thì cái tiếng Nhật này nó phải ôn nghiệm mỗi ngày ấy, thì lúc mà em giảng em thường mở cái phần Padakat chữ Hán và Padakat từ vựng ra thì em ôn đi ôn lại rất nhiều lần ấy, chính vì như vậy em mới nhớ được. Và đến tháng 7 năm 2021 em 12 năm 2020 em thi đỗ N3 và em quyết định học lên N2 luôn. Và tháng 7 năm 2021 em thi đỗ N2, nhưng mà lúc đấy kiểu em nghĩ là thực tập sinh bọn em ấy chỉ cần đến N2 được rồi, tại vì em thấy cái N2 nó cũng rất là khó rồi. Nhưng mà khi học xong rồi em lại nghĩ là mình không có mục tiêu theo đuổi thì nó em cảm giác là không có động lực học ấy, nên em quyết định học lên N1 từ tháng 12 năm đấy. Tháng 7 năm 2021 và đến em học N1 trong vòng 1 năm, đến tháng 7 năm 2022 được rồi em, và cũng may mắn đỗ được rồi. Và thế thì chọn em chọn trong dạ cô nói gì ạ? Đó là cái ý về cái hành trình học của em đúng không? Thì cô muốn hỏi là trong cái quá trình mà vừa làm thực tập sinh như thế thì mình vừa đi học vừa đi làm đúng không? Cái cách mà em phân bổ một ngày để có thể có thời gian học là như thế nào? Bọn em thì công việc của bọn em là phải làm nên ấy. Nên là công việc bọn em thì cũng không bận rộn lắm ấy. Nên là em về sớm thì em chỉ dành một ngày tầm 3 tiếng để học. Còn buổi tối thì lúc mà ở trên trường ấy, công ty thì bọn em làm đêm đến tầm nửa đêm thôi là bọn em hết ca rồi. Thì lúc bọn em đợi xe để về thì thời gian đấy em sẽ học. Và em sẽ tranh thủ những lúc rảnh rỗi, hầu như là lúc nào có thời gian em sẽ mở sách ra học. Và em sẽ mở app ra để lướt Flipcard. Thì nhờ Flipcard đấy mà em nắm chắc được kanji và từ vựng. Sau đó thì em có lẽ là học học nên là em cảm thấy là khó nhất và đọc hiểu. Thì thời gian đầu thì em trai từ vựng ngữ pháp rồi, nhưng mà em dịch cũng không tròn câu lắm. Nhưng mà em xem nhiều video của cô thầy đọc hiểu ấy, thì trước khi làm một bài tập em sẽ tra trước và dịch qua trước, sau đó em sẽ nghe cô dịch một lần, sau đó em sẽ tự dịch lại, và dần dần như thế em đã tiến bộ hơn rất nhiều. Và cuối tuần thì em thường đến thư viện em học, hầu như thời gian của em chỉ học làm và học chỉ học thôi đúng không? Thì có người yêu chưa? Không có thời gian cô ạ. Đúng không? Mình biết đỗ N1 là chỉ có học thôi. Vâng, chỉ có đúng rồi. Đúng rồi. Nghe thấy chỉ có làm hay học thì làm sao mà người yêu được nhờ? Đúng với thầy nghĩa cô Hiền nhờ. Thế thì bạn Thư phải nghe cái lời chia sẻ nào của bạn nào trong đây mà vừa đỗ điểm cao mà lại vừa có người yêu, có bạn nào không nhỉ? Thì bạn Thư và các thầy cô luôn. Ok. Thì thực ra thì cô nghĩ là cái câu chuyện mà Thư vừa chia sẻ nó sẽ là cái câu chuyện chung của rất là nhiều bạn đã đỗ, bởi vì khi mà chúng ta nhìn lại cái hành trình của mình thì để mà chúng ta đạt được một cái kết quả đó thì mình sẽ buộc phải đánh đổi đúng không? Mình đánh đổi Thư đúng không? Thư cứ không học không làm là sẽ phải học, mà học thì sẽ không làm, nhưng mà chung là cuộc sống chỉ có chiếm chọn như vậy đúng không? Nhưng mà cô rất là ngưỡng mộ một cái là em bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 2018 và đến thời điểm này em đã đỗ được N1 rồi đúng không? Thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời nhờ. Anh Minh nhờ, anh Minh bắt đầu học từ 2008. Đấy. Em nghĩ là nhờ có thầy cô nên em mới đi nhanh được thế. Thực ra thì cái tiếng Nhật á, đặc biệt là những cái level về N ấy, thì mỗi một cái trình độ nó đều có những cái giới hạn về kiến thức nhất định cũng như cái kỹ năng làm bài nhất định rồi, nên cô nghĩ là nếu mà các bạn cứ có một cái lộ trình học mà nó phù hợp đúng không nào, nó phù hợp và chúng ta bền bỉ theo cái lộ trình như thế thì nó rất là nó không sớm thì muộn đúng không, chúng ta sẽ đỗ thôi đó. Ok rồi. Đấy, cảm ơn Thư nhé. Thì đó là câu chuyện của một bạn đến từ thực tập sinh. Thì bây giờ không biết là bạn Hậu ở đây có lên tiếng được chưa em? Hậu có lên tiếng được không? Bởi vì là
cô biết là hậu rằng là một là bạn mà vừa mới đạt được 180 điểm trong kỳ thi vừa rồi đúng không? Thì cô biết khi mà đọc qua những cái câu chuyện của em rồi thì cô thấy rằng là em là một người không hẳn là học tiếng Nhật, tức là học tiếng Nhật, bạn ấy xuất phát học tiếng Nhật từ cái gì nhỉ, từ cái niềm yêu thích về tiếng Nhật, cô đoán như vậy. Cô đọc qua cái câu chuyện của em thì cô đoán là em là một người mà rất là gọi là đặc trưng cho một người mà học tiếng Nhật theo cái sở thích, theo cái niềm yêu thích đối với nó. Thế nên là cô rất là muốn nghe cái chia sẻ về cái cách mà em học tiếng Nhật, làm sao mà để có thể mình có được cái sự kampiki, đúng không, sự hoàn hảo trong một kỳ thi như vậy. Hậu có chia sẻ đâu em? Dạ, em chào thầy quan cho mọi người ạ. Thì em biết đến Dũng Modi từ 5 hay là 6 năm về trước thì ạ, từ cái lúc 6 hay là em cũng nhớ từ năm 2015 2016 thì ạ. Từ cái lúc mà có một cái video mà thầy Dũng với cả cô Thanh còn chưa cưới mà xong có một cái video với cả thầy người Nhật là đến cuối năm nay là cưới á, là em đã xem được thời gian đó rồi ạ. Cũng khá lâu về trước rồi ạ. Dạ. Thì em có theo dõi lâu rồi. Tuy nhiên là cái việc mà em học tiếng Nhật thì bắt đầu từ năm 2019 á. Thì sau khi mà em xuất ngũ về thì em có ý định để đi xuất khẩu lao động ạ. Theo dạng thủ tục ạ. Thì sau khi đỗ đơn hàng thì em cũng đi vào trung tâm học tiếng Nhật như mọi người thôi ạ. Thì khi sang Nhật thì em mới có N5 rồi ạ. Là đầu năm 2020 em sang Nhật. Thì vì một vài cái biến cố trong công việc ạ, cho nên là việc học của em bị gián đoạn từ năm 2019, từ năm 2020 đến tận cho đến cuối năm 2021 em bắt đầu em quyết định học lại, vì kiểu là công việc nó không được suôn sẻ, nó có vài cái biến cố cá nhân. Thế là em mới bắt đầu học lại. Thì vốn là biết về Dũng Modi từ trước đây rồi ạ, với cả là em cũng khá là thích ngoại ngữ ạ, đặc biệt bao gồm tiếng Anh và tiếng Nhật ạ. Thì em mới đăng ký lớp online học trực tuyến của Dũng Modi. Và đầu tiên thì trước khi vào lớp thì em cảm giác gọi là em cũng khá là sợ ạ, tại vì em tính của em là không được hòa đồng lắm ạ. Nên em cũng hơi sợ người lạ. Thì được một thời gian thì em mới nhận ra là giáo viên của trung tâm mình nói chung là rất là tuyệt vời ạ, là rất biết cách cũng gọi là động viên cũng như là ủng hộ để cho tập sinh hay là du học sinh em cảm giác là nó bớt, gọi là bớt sợ hơn đấy ạ. Em cảm giác nói chung em trước người lạ em hơi sợ ấy. Em không nói được nhiều ạ. Nhưng mà chả liên quan gì cái ảnh của em nhỉ? ảnh màn hình của em ấy. Không có vẻ thì sợ luôn. Không. Thấy cô Thảo chia sẻ là bạn Hậu rất là chăm chỉ nói chuyện với người Nhật đấy. Đúng không? Dạ, rất may là ở công ty của em ạ. Công ty của em làm về nông nghiệp, nhưng mà công ty của em có một vài người trẻ ạ. Thì kiểu vì là kiểu gần bằng tuổi nhau thôi nên mọi người rất là hòa đồng ạ, giúp đỡ em rất nhiều, với cả là kiểu hàng ngày mình có thể cai qua lại với người Nhật rất nhiều, cho nên là cả về vốn từ vựng cũng như là những cái kiến thức mà mình được học hàng ngày do thầy cô giảng dạy thì em có thể áp dụng ngay được. Và ví dụ như là buổi sáng mình dậy sớm một chút, tầm 4:30 và 5 giờ em sẽ dậy sớm, em học từ mới tầm khoảng độ 30 phút và học ngữ pháp tầm 30 phút nữa. Thì sau đó em đi làm thì em có thể áp dụng ngay cả từ mới cũng như là cái ngữ pháp đó vào để khai hoa với cả người Nhật ngay. Cho nên là gần như là kiến thức của em gần như không bao giờ bị rơi rụng đi ạ. Thì em nghĩ đó cũng là một cái phương pháp khá là hay, mà nếu trường hợp mà bạn nào mà có thể áp dụng được thì em nghĩ là nên áp dụng để tránh lãng phí đi cái kiến thức mà mình đã học ạ. Không biết là các bạn ở đây, các bạn điểm cao ở đây, đặc biệt là trong N3, N2, các bạn có nhận ra một điều đó là cô nghĩ là với những cái bạn mà được điểm cao ấy, khi mà đi thi ấy, thì có một cái đặc trưng mà từ trước giờ cô đã quan sát rất là nhiều, đó là thường các bạn có cái sự output rất là nhiều. Đó, cái sự output rất là nhiều đó là gì nhỉ? Khi mà mình học ấy, mình không chỉ là input không, tức là mình không chỉ học theo kiểu kiến thức, học theo kiểu máy móc, là kiến thức nó vào đầu mình ghi nhớ thôi. Mà rất là nhiều những cái bạn điểm cao mà cô quan sát được thì thường là các bạn sẽ cố gắng, hoặc là bạn có tìm cái môi trường mà để mình có thể vận dụng được ngay kiến thức đấy, những kiến thức mình đã học ứng dụng, có thể đúng có thể sai, tuy nhiên là một lần mà mình ứng dụng
à, nếu mà sai mà được người ta sửa cho ấy, thì đấy là một cái lúc mà các bạn cái kiến thức nó nắm rất là chắc trong đầu. Thế là kể cả trong lần trước khi mà đi giao lưu với các bạn ở các buổi offline bên Nhật á, thì cũng đã chia sẻ các bạn rất là nhiều rồi. Đặc biệt là với các bạn ở bên Nhật, các bạn hãy nhớ rằng mình đang có một cái môi trường vô cùng tuyệt vời để tốt cho cái việc học tiếng Nhật nhá. Thế nên là ví dụ ở Nhật đúng không, chúng ta có rất là nhiều cách để mình có thể có cái cơ hội để ứng dụng cái tiếng Nhật đấy, cái mà mình đang học, đặc biệt là với những cái bạn mà đang học ở tầm N3, N2, khi mà cái kiến thức của những cái level này ấy, nó vẫn còn có cái tính ứng dụng rất là cao ở trong cuộc sống. Chứ còn N1 nhỉ, N1 chúng ta học nhiều, chúng ta thấy là có khi mình học những cái từ vựng hay là mình học những cái chữ Hán hay những cái ngữ pháp nó, mà có khi là kể cả người Nhật họ cũng chưa nói bao giờ ấy, chưa dùng bao giờ. Thế nên là cái N1 đôi khi chúng ta học nó sẽ hơi kiểu máy móc, hơi kiểu bị thụ động một chút. Nhưng mà riêng với những bạn N3, N2 cũng rất là mong mỏi các bạn, khuyên các bạn là hãy cố gắng tận dụng cái môi trường xung quanh của mình để có thể gọi là tê chắc cự cái kiến thức của mình thêm nhá. Ok, rồi thì cảm ơn Hậu Thàng nhá. Ừ, chúc mừng em. Ừ, rồi. Đấy, thực ra cái buổi giao lưu của chúng ta ngày hôm nay thì nó sẽ không có quá nhiều. Thế nên là 30 phút đầu tiên thì cô sẽ dành để cô nói chuyện với từng bạn như vậy. Thế thì bây giờ tiếp theo thì hôm nay chúng ta có tận 11 bạn tham gia đúng không? Thực ra là mời nhiều hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà chắc là các bạn cũng đang bận nữa nhỉ? Nên là bây giờ tiếp theo thì cô sẽ muốn hỏi từng bạn một. Nó sẽ ngắn gọn thôi, không phải là cả một cái câu chuyện dài giống như ba bạn vừa rồi nữa, mà cô sẽ muốn hỏi là ví dụ các bạn có một cái lời khuyên gì nhất, hay là cái điều mà các bạn nhận ra nhất sau khi mà đi thi về và đạt được điểm cao, thì các bạn nhận ra rằng là nếu mà mình biết được cái này thì mình sẽ thấy rằng là cái việc học tiếng Nhật nó sẽ có thể lắc cự hơn đúng không nào, nó có thể dễ dàng, có thể thoải mái hơn. Thì cô rất là muốn mỗi một bạn sẽ có một cái chút chia sẻ lời khuyên. Cũng như là cũng không phải lời khuyên, nghe nói lời khuyên thì nó hơi to tát quá, mà chúng ta cứ coi như là gì nhỉ, chúng ta đúc rút lại sau khi mà mình thi xong, mình về mình nhận ra được. Thì không biết là cô nhờ các bạn chia sẻ đâu. Đầu tiên bạn Khoa nhé, Khoa sáng để kỳ nữa, chưa được để kỳ nữa. Dạ. Dạ, ổn này gái chứ mà. Đấy. Lần đầu tiên cho em xin chào thầy cô và các bạn đang xem Zoom của Dũng Mở Đi ngày hôm nay ạ. Vâng, thì cho em giới thiệu, em tên là Trần Đăng Khoa và sinh năm 1995 ạ. Hiện tại em đang sống ở tỉnh Saitama của Nhật. Em sang bên Nhật này cũng được 8 năm rưỡi rồi ạ. Và em bắt đầu học tiếng Nhật từ năm 2013. Và đến tháng 4 2014 em sang Nhật. Thì em sang với diện là du học sinh. Thì trong 2 năm đầu em học trường tiếng. Và 2 năm sau là em học trường chuyên môn về ô tô ạ. Thì em đi ra đi làm 2018 thì em bắt đầu đi làm, đến hiện tại bây giờ đã được 4 năm rưỡi rồi. Thì cái trong 4 năm đầu tiên thì em chưa được suy nghĩ chín chắn ở mân lung, cho nên là chưa biết rõ về cái tầm quan trọng của tiếng Nhật, em không học ạ. Và có một lần là em đi thi N2 theo một trào lưu thôi mà cũng là trượt. Đến 2018 thì em vào cùng công ty. Trong Toyota như em đang làm thì nó cũng có các cấp độ như là N4, N3, N2, N1. Nếu mà mình không đỗ được các cái chứng chỉ N4, N3, N2, N1 thì mình không thể học lên được. Cho nên là cái hiểu được cái tầm quan trọng của tiếng Nhật thì từ lúc đó em mới bắt đầu học tiếng Nhật ạ. Thì vào công ty được 1 năm thì em bắt đầu thi N2 và mới tự học thôi ạ. Thì cũng đỗ được 130 mấy điểm đó. Thì sau đó thì là hiện tại giờ cũng đang học đến EQ của CB rồi, thì cũng muốn để lấy một cái bằng đó thì mình phải cần học thêm nữa, nên là em quyết định học N1 tiếng Nhật. Và tháng 7 2021 thì em có thi một lần N1, mà đi thi một kiểu là với một tư cách là đi để thử tham sức. Khảo biết rồi ạ, thử sức rồi ạ. Tham khảo. Vâng, thì bị trượt được có 74 điểm thôi ạ. Em cũng cố gắng học, mà trước khi thi đợt đó em cũng cố gắng học một thời gian mà không được, nên em mới quyết định là tìm theo Dũng Mù Đi để học và các cách thầy cô giáo dạy. Và em rất thích cái app của thầy cô. Những buổi tối trước khi em đi ngủ thì em xem video rồi em mới đi ngủ ạ. Và trong những cái lần Zoom thì các thầy cô, em nếu mãi câu của cô Thanh là đã học bài chưa chẳng hạn, mà nếu mà không học làm sao mà thi được này, ôi rồi ôi
Nguyên, mẹ Nguyên nhớ cái giọng của cô đúng không? Các bạn, vâng, các bạn có nhớ cái giọng này đâu? Ôi giời ơi, không học thì làm sao mà thi được? Chứ là phải tập hả? Đúng vâng. Cái giọng đấy đấy mọi người. Nhờ cô thì em mới có cái động lực học đấy ạ. Vâng, em khuya, em chỉ có một lời khuyên à, nói chung là lời khuyên thôi. Nên là các bạn giờ nếu mà đang xem live stream là nếu mà thi trượt cái đợt này ấy, thì mình không nên bỏ cuộc. Nếu mà mình có sự cố gắng bền bỉ thì sớm muộn gì mình sẽ đạt một cái kết quả tốt thôi. Nó không phải là một cái quá một cái gì nó quá ghê gớm đến mức mà kiểu như người bình thường không thể làm được đúng không? Nên là vâng. Và không bỏ cuộc. Các bạn đang ở bên Nhật này muốn làm một cái việc gì đó thì trước tiên là mình phải có một cái vốn tiếng để mình hiểu đó. Thì mình cái đó là một cái cầu nối để mình học những cái thứ khác. Ví dụ như lấy một cái chứng chỉ nào đó, một cái bằng nào đó. Nên là các bạn hãy chăm chỉ học tiếng Nhật ngay từ ban đầu, đừng có như mình đổ bỏ lỡ 4 năm thật đáng tiếc, muốn quay lại cũng không được. Đúng rồi, ok, cảm ơn em nhá. Hôm nay lại đi nói xấu cô trên cả livestream này, chết thật. Đấy. Cái đấy là ok, cô đùa đấy, không sao. Đấy. Rồi thì cảm ơn em. Đó là lời khuyên của Khoa, đó là bền bỉ, không bỏ cuộc đúng không nào? Đây là cái câu chuyện chung mà chúng ta đã cùng nhau chia sẻ rất là nhiều ở trong bất kỳ một lớp học nào của Dũng Modi rồi. Đúng không? Phải bền bỉ, phải không chỉ bền bỉ qua từng kỳ thi mà bền bỉ qua mỗi ngày. Đúng không nào? Ngày nào thầy cô cho cả đống bài tập đúng không? Nhắc đi nhắc lại suốt cả ngày đúng không? Rồi có những cái hôm mà hôm nay về đi làm về muộn quá thôi, hôm nay thôi nghỉ một hôm đã đúng không? Nhưng mà nghỉ một hôm thì cái hôm sau sẽ phải quay trở lại, hoặc là nghỉ một tuần cái tuần sau sẽ phải quay trở lại. Nếu mà các bạn chỉ cần cố gắng, chỉ cần duy trì thì không bao giờ là muộn. Được chưa nào? Đây là ví dụ kể cả chúng ta có lỡ một ngày, có lỡ một tuần, lỡ một tháng, nhưng mà nếu mà chúng ta thực sự quyết tâm, thực sự muốn duy trì ở đến cùng thì nó sẽ không bao giờ là muộn cả. Nhá. Ok rồi, thì cảm ơn Khoa. Đấy là thông điệp của Khoa. Cô mời Trang Ngô nào, Trang Ngô hay Ngô Trang đây? Dạ, Trang Ngô ạ. Trang Ngô bật cam lên được không em? Nào, em có lời khuyên hay có cái đúc rút gì trong cái hành trình học của mình không? Cho các bạn nào. Em cái là zoom thế nào ấy, em ở bên dưới mãi cũng được. Thế á, thì nói thôi cũng được, không nghe tiếng em được rồi. Chân, nhìn ảnh chân dài quá thể kìa. Ôi giời, đấy. Dạ, thì bản thân em thì cũng không phải là học tiếng Nhật được quá lâu, nhưng mà căn bản cái thời gian ở Nhật nó để tính đến bây giờ nó cũng phải được tầm hơn 3 năm rồi ạ. Và trong dự định thì chắc là tầm cuối năm nay em sẽ về Việt Nam. Thì nhưng mà cái ngày trước thì cái lúc trước khi mà sang Nhật thì em mới chỉ học được cỡ tầm 14 bài ạ. Thì lúc đấy công ty đã là có visa, lúc đấy đã xuất cảnh luôn rồi. Như kiểu công trong môi trường làm việc của em thì giám đốc thì lúc nào cũng gọi là luôn luôn để bên sát bên cạnh mình 1-2 người phiên dịch ấy ạ. Nên là cảm chung chung quy đợt mới đầu thì mình có cảm giác như kiểu có phiên dịch rồi sao mình phải học đấy. Xong rồi về sau thì cái đợt bắt đầu từ năm 2021 đây thì công ty em có một tuyển một chị phiên dịch, lúc đấy chị có N1. Xong bắt đầu chung quy là trong lúc giao tiếp ấy thì cũng không phải là mình kiểu không hiểu hay gì, nhưng mà chung quy là kiểu nhìn thấy người ta cảm mình cảm thấy ngưỡng mộ ấy. Xong rồi lúc đấy mình bắt đầu quyết tâm gọi là đăng ký học. Nhưng mà em thì ngày xưa em học thế thôi, chứ còn trong cái quá trình trong 3 năm ấy thì em chung quy là em cũng chỉ học bưng cua thôi, xong rồi thi thoảng gọi là nói cho người Nhật, hay là mình thi thoảng học một số lớp gọi là tình nguyện, học một vài buổi gì đó gọi là biết một chút thôi. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2021 tháng 2 thì em sẽ quyết định là đăng ký cái khóa N3 của Dũng Mori. Thì em cũng biết là kiểu em học nó không có gốc ngay từ ban đầu á, nên là kiểu lúc nào cũng rất là cố gắng gọi là trong những cái ngày đầu tiên hoặc là trước đấy thì mình cố gắng gọi là reset lại, hay là ôn tập lại mấy cái ngữ pháp của N4, hay là những cái gì mình cảm thấy mình chưa biết. Ở trong những ngày đầu thì có bất cứ một cái từ vựng nào hay là cái gì đấy thầy cô nói mà mình chưa hiểu rõ, mình chưa biết đến, thì mình sẽ cố gắng memo lại, dán ở mọi chỗ, mọi nơi mình có thể nhìn thấy. Xong rồi những cái lúc đi làm mà em dán đầy ra cái bàn, cái bàn làm việc, cái bàn làm cho là gì vậy? Ai đi qua cũng nhìn, cũng hỏi. Xong rồi em chỉ cười, em không nói gì, mà kiểu đang bên kia thôi, không có gì cả. Đang bên kia. Xong rồi kiểu người ta đi qua, người ta thấy mình cứ dán trăng chỉ giấy nhớ ở trên bàn ấy. Xong rồi kiểu thời gian đấy cũng chặng một thì nó cũng khá là vất vả. Em cũng phải công nhận là cái chặng một của VIP 500 nó cực kỳ vất vả.
Đúng rồi, cô cũng nói rồi đúng không? Cái chương trình học lớp VIP 500 thì cái chặng 1 là cái chặng vất vả nhất, nhưng mà nó là cái chặng nền tảng. Nên là các bạn nếu mà qua được cái chặng 1 thì sau đấy học chúng ta học rất nhàng hơn rất là nhiều nhỉ. Vâng, cảm giác như qua được cái chặng 1 như kiểu mình đã kiểu thoát khỏi thế giới luôn ạ. Thực sự là nó tương đối nặng, nhưng mà cái thời gian đấy thì ngày đấy công ty em nó cũng tăng ca khá là nhiều, buổi tối em đi làm phải cỡ tầm tới 8-9 giờ tối, về nhà nhiều khi chỉ kịp ăn cái gì đó xong rồi vào đi học Zoom luôn. Sau rồi học Zoom về đến 1 giờ xong, bắt đầu ra đánh răng rửa mặt cỡ tầm 15-20 phút, xong bắt đầu vào xem tiếp bài giảng đến tầm 1 giờ sáng. Lúc đấy đi ngủ, ngày hôm sau đi làm thì trong lúc những lúc kêu kê hay là những cái lúc mà mình rảnh rỗi, em lại lôi flash cả ra đứng ôn tập, bất kỳ lúc nào gọi là rảnh một cái đứng lại đứng lướt flash cả. Mà chung quy là gọi là em trong, tại vì em đang sống ở Nhật nên là cái môi trường mình tiếp xúc với tiếng Nhật nó khá là nhiều á, nhưng là xong giấy tờ trong lúc mình làm việc nó cũng có, gọi là chúng ta rảnh rảnh cũng lôi ra đọc hay là tìm những chữ Hán gọi là hay là những cái từ vựng quen thuộc mà mình biết ấy để mình cố gắng gọi là luyện tập lại cho dễ nhớ nhiều hơn. Chung quy là cái thời gian 4 tháng vừa qua thực sự đã là cố gắng rất nhiều. Nói chung là học mọi lúc mọi nơi đúng không mọi người, công nhận không? Học mọi lúc mọi nơi và chúng ta để ý từng cái tiểu tiết nhỏ nhất. Cái gì chưa biết thì phải xác nhận, cái gì chưa biết thì mình sẽ phải tìm hiểu nó, mà cái gì chưa nhớ thì phải xác nhận lại một lần nữa, liên tục lặp lại cái quá trình đấy và tạo cái cơ hội cho cái não của mình nó được gì nhỉ, nó được xác nhận, nó được hiểu cái kiến thức mới đó. Thế nên là nhớ này, học mọi lúc mọi nơi đúng không nào. Rồi một người là học bền bỉ, còn một người là học mọi lúc mọi nơi. Cái người học bền bỉ là người kiểu như là đã trượt quá nhiều rồi đúng không? Còn cái người mà học mọi lúc mọi nơi là cái người mà vừa mới bắt đầu học khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà gì nhỉ, chúng ta biết để ý, chúng ta biết trân trọng từng cái kiến thức nhỏ một, không bỏ sót cái kiến thức nào nhá. Hay rồi, cảm ơn Trang. Tiếp theo cô mời bạn Quỳnh Nhi nè. Cảm ơn em nhá. Quỳnh Nhi có lời khuyên gì cho các bạn không? Hay cái đúc rút gì của cá nhân cũng được. Dạ thì em cùng bắt đầu học tiếng Nhật cùng từ tháng 7 năm 2019 thì tới cùng khoảng 3 năm. Và hiện tại thì em không sống ở Nhật mà là em đang ở Việt Nam và em đang học đại học ở Đà Nẵng, em học toán. Và em đang học thêm Cookie Sáng Kiêu để có cơ hội làm việc ở Nhật nhiều hơn. Và em nghĩ là khó khăn lớn việc tiếng Nhật đấy chính là việc học những cái từ vựng mới, vì ở Việt Nam thì em cũng không có môi trường để mà giao tiếp cũng như là sử dụng, cho nên là sẽ dễ mà quên. Vì vậy nên em phải lặp đi lặp lại rất là nhiều lần để mà nhớ được, cho nên là nó cũng tốn khá thời gian. Bởi vậy là em hãy tranh thủ cả giờ nghỉ trưa để mà học cả từ vựng rồi lặp lại luôn. Và sau khi thi xong thì em mới nhận ra là nhờ vào việc mà mỗi ngày mình làm đề và nốt lại những câu sai để ngày hôm sau là mình học lại những cái từ vựng mới ở trong đề đó. Rồi từ phạm đã sai thêm một lần nữa. Rồi tới ngày hôm sau thì lại tiếp tục làm thêm một cái đề nữa, làm tiếp đó, nhờ được điểm của em cải thiện rất là nhiều. Đó là làm đề nhiều đúng không nào? Đặc biệt là những cái giai đoạn kiểu như là ví dụ như là chúng ta học cùng nhau thì qua cái chặng 1 đúng không? Chặng 1 thì xong rồi, bây giờ qua chặng tiếp theo là cứ phải làm đề thật là nhiều. Làm rồi sai rồi quên rồi xong rồi tra rồi nhớ thôi, làm đúng đúng không? Đấy, khi nào mà làm đúng thôi. Đó nên là phải làm đề nhiều nha. Cái lời khuyên. Cái này mà có khi là rất là căn bản, nhưng mà nhiều lúc là chúng ta cứ đổ tội cho cái lý do là vì không có thời gian thì chúng ta ngại làm đúng không? Nhưng mà đặc biệt là trong cái kỳ thi và với những cái bạn cái này rất là tốt, rất là cái tính ứng dụng rất là cao với những cái bạn mà kiểu ở Việt Nam không có môi trường mà ứng dụng tiếng Nhật nhiều như các bạn ở Nhật thì cái việc mà chúng ta nhớ tiếng Nhật, học tiếng Nhật thông qua luyện đề là một cái rất là quan trọng đó nhá. Thì ở đây không biết các bạn nào đang xem livestream ở bên Việt Nam nhỉ, các bạn nhá, hãy cố gắng lên nào. Bây giờ nếu mà các bạn có một lời khuyên dành cho các bạn đang học tiếng Nhật thì các bạn có thể có lời khuyên gì, xin mời anh Thư được không nào? Anh Thư ấy, Thư sẵn vào hơi sau một tí đúng không? Em chào cô và anh chị ạ. Em tên Thư, sinh năm 2K1 và qua Nhật được 1 năm rưỡi ạ. 2K1 à, mà... trẻ nhất đây rồi. Lúc mà em qua đây á cô, xong rồi năm đầu em kiểu chưa quen với lại, bị mê chơi với cô nên là em cũng không có học gì nhiều. Xong rồi lúc mà bắt đầu học là em thấy hoang mang lắm, tại vì kiến thức nó nhiều nhưng mà em không biết phải học từ đâu á cô, là không biết chia thời gian như thế nào cho nó hợp lý. Xong rồi em mới thấy khóa học
của Dũng Mori nè cô, em đăng ký và học từng ngày từng ngày. Xong rồi khi mà học xong là nó sẽ hiện là một cái tích xanh gì nè cô. Là mỗi lần mà mình học xong mình lướt lên là mình thấy mình học được rất là nhiều rồi. Thế là cái đó cũng là một cái động lực. Xong rồi lúc mà tụi em học á là em với bạn em đi bộ từ nhà tới công ty là cỡ 20 phút đó cô. Xong rồi em với bạn sẽ đố nhau là đố là cái từ đó trong tiếng Nhật sẽ gọi là cái gì. Xong rồi hôm qua là mới học được cái đó. Nếu mà muốn nói như vậy là sẽ nói như thế này nè. Xong rồi tụi em ghi vô một cuốn sổ tay nhỏ đó cô. Là giờ kêu kê là sẽ ngồi đó học. Cái mấy cô bài tổ thấy tụi em học quá thì là cho cô mượn cái đó coi được không. Cô coi xong rồi cô nói là ngoài cái nghĩa này ra là còn dùng được cái trường hợp khác nữa. Xong rồi cô mấy cô đó chỉ. Nhưng mà tụi em may mắn là được cô quản lý luyện đề cho nữa cô. Là cuối tuần á là sẽ kêu tụi em lên công ty á, xong rồi in đề ra cho tụi em làm xong rồi giải thích từng câu luôn. Xong rồi được người Nhật giải thích về tiếng Nhật nó cô, nên là nó rất là dễ hiểu nữa. Với lại lúc mà học một mình á, nhiều khi cũng kiểu cũng bị nản á cô, xong rồi em hay coi ngữ pháp của cô giảng lắm, như giống như là cô đang nói chuyện với em vậy đó. Xong rồi kiểu là mình cứ cho mình một cái động lực, xong rồi nếu mà muốn kiểu nản quá hay là sao đó thì mình có thể nghỉ tầm một ngày hoặc là đi đâu đó vòng rồi lấy lại tinh thần rồi đó học tiếp. Ok. Đấy, thì tức là có một cái mà từ nãy giờ các bạn chưa có động đến, đó là phải có bạn cùng tiến, đúng không nào? Tự nhiên Thư nói về câu chuyện này cô nhớ ra ngày xưa á, tức là trong cái hành trình mà học tiếng Nhật của cô, đặc biệt là những cái lúc mà để ôn thi GPT ấy, cô rất là gần như là ví dụ 1-2 tháng trước khi thi ấy, gần như cô rất là hay học cùng với bạn của mình. Ờ đúng rồi, bây giờ đột nhiên nhớ ra, tức là học một mình thì rất là nản, thế nhưng mà học hai mình thì sẽ đỡ nản hơn rất là nhiều, đúng nào? Và cố gắng tìm một cái đứa mà nó không giỏi hơn mình quá nhiều. tức là hai đứa mà kiểu nếu mà giỏi hơn thì càng tốt, nhưng mà cái giỏi hơn thì cái đứa mà giỏi hơn nó sẽ dễ nhìn nản. Nên là mình tìm một cái đứa mà nó cũng kiểu đang chung mục tiêu và cái cùng level với mình. Thế nên là khi mà học, đặc biệt là học trong những cái chặng một cùng với thầy cô, đúng không, những cái từ vựng, những cái chữ Hán rất là nhiều như thế. Mà hôm sau đúng là nhờ trên đường mà đi từ nhà đến chỗ làm mà lại có bạn vừa đi học mà vừa đố kiểu đấy thì còn gì bằng, nó tuyệt vời quá rồi nhá. Ok, thế nên là lời khuyên, cô nghĩ là cô rút lại cái lời khuyên từ chỗ anh Thư nhá. Chúng ta nếu như đi một mình mà khó quá, các bạn nhớ tìm bạn đồng hành nhá. Ok, nhớ tìm bạn đồng hành. Cô thấy có rất là nhiều bạn học giờ của thầy cô là một mình là ngồi học đấy, nhưng mà ngồi bên cạnh là có tiếng của ai ngồi kiểu nói chuyện cùng đấy. Cô dạy cái này, cô dạy rồi này, hay là dịch câu này như thế này rồi nhá. Rất là tốt nhá, khi mà chúng ta có người bạn học đồng hành cùng với mình như vậy. Ok, cảm ơn Thư nhá. Cuối cùng thì cô xin mời, ở đây thì thầy Dũng ra rồi, thầy Dũng đang hôm nay là thầy cô phải dạy bù lớp N1 mọi người ạ. Tuần trước là tối thứ sáu là vừa chuẩn bị đi về Việt Nam, thế nên là không dạy được, nên hôm nay thầy cô là phải dạy lớp N1. Thầy Dũng ra trước rồi thì cô vào dạy sau. Thế bây giờ cuối cùng thì còn lại cô Hiền và thầy Nghĩa, thì xin mời cô Hiền và thầy Nghĩa dành cho mỗi bạn một gọi là một cái câu chia sẻ cuối cùng được không ạ? Xin mời cô Hiền trước nào. Thực ra từ nãy giờ ngồi nghe những cái lời khuyên của các bạn vừa rồi thì thấy là cũng rất là đầy đủ rồi. Thì về cơ bản cái phần tiếng Nhật thì nó cũng chỉ có gần đấy thôi, cũng tùy vào môi trường và hoàn cảnh của từng bạn mà mọi người có thể áp dụng những cái lời khuyên khác nhau của các bạn. Thì ở đây mình muốn tổng hợp lại một chút về cái lời khuyên ở tại cái thời điểm này đi. Thì ở bây giờ là cuối tháng 8 rồi, thì cái kết quả của kỳ tháng 7 thì cũng vừa mới có được một tuần, và để mà đón tiếp cái kỳ tháng 12 thì tức là những bạn nào mà còn đang chần chừ, vẫn còn đang do dự là không biết mình có nên học tiếp hay không, hay là như thế nào đó, thì các bạn nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Nên bắt đầu ngay từ hôm nay. Đừng chần chừ, đừng do dự nữa. Chần chừ ngày nào thì nó sẽ mất đi cái ngày đấy, và sau này mình sẽ phải hối hận, giống như là một vài bạn vừa rồi cũng có chia sẻ, mình đã bị, các bạn đã bị ngắt đi mất khoảng mấy năm trời đúng không? Đó, thì nó cái khoảng thời gian đó mình sẽ bị dừng lại. Đó, thì mọi người nên bắt đầu luôn từ hôm nay, và khoảng thời gian từ bây giờ đến tháng 12 nó hoàn toàn có đủ để cho các bạn có thể học và luyện đề để có thể hướng tới kỳ thi tháng 12 với một cái kết quả mà các bạn mong muốn. Tức là mình có bao nhiêu thời gian thì mình sẽ đặt cái mục tiêu nó tương xứng với cái thời gian của mình thôi mọi người ạ, chứ không nên đặt cái mục tiêu nó quá cao. Hay, cái lời khuyên nho nhỏ của
Đúng rồi, còn lại cái cách mà chúng ta nên đặt mục tiêu như thế nào cho cái tháng 12 hay là những cái chặng đường tháng 7 năm sau nữa, các thứ thì hôm qua mình với các thầy hôm qua hôm kia nhỉ, mình thấy cũng một buổi livestream rồi đúng không? Thì các bạn có thể xem thêm. Tóm lại là nếu mà bắt đầu thì bắt đầu ngay thì bây giờ không nên bỏ lỡ ngày nào cả, nhất là trong học tiếng Nhật đúng không nào? Học tiếng Nhật thì nhanh được ngày nào tốt ngày đấy. Ok, tiếp theo xin mời thầy Nghĩa nào. Hay thầy Nghĩa, kết bài được không ạ? Hay cô Thành giao cho trọng trách hơi áp lực một chút kết bài hôm nay. Thực ra từ trước để, từ đầu video đến bây giờ thì mọi người đang các bạn và thầy cô đang chia sẻ cái phương pháp để chúng ta có thể thành công trong việc đặt mục tiêu, hay cụ thể hơn trong này là cách đỗ được kỳ thi GPT. Thế nhưng mà mình sẽ xin chia sẻ một cái ngược lại, cái phương pháp để chúng ta không thất bại trong kỳ thi, cái phương pháp mà ai cũng biết nhưng mà không ai nghĩ về nó, đó là hãy làm những thứ mà mình biết. Mình dạy rất là nhiều học sinh ạ, và cái lý do mà nhiều nhất, cái lý do mà khiến các bạn trượt nhiều nhất ấy, thì tựu chung lại là các bạn không làm những cái gì mà chúng ta biết. Ví dụ bây giờ các bạn đang xem video này đúng không ạ? Vừa nãy có rất là nhiều bạn chia sẻ là em nói chuyện tiếng Nhật để em giỏi tiếng Nhật lên này, cố gắng mọi thứ để em trở nên yêu tiếng Nhật. Có những bạn bảo nhưng mà xung quanh em không có nhiều người Nhật. Nhưng mà em không thể trở nên yêu tiếng Nhật được, nhưng em vẫn muốn có bằng, em vẫn muốn nói được tiếng Nhật chẳng hạn. Thế thì các bạn không cần biết những cái phương pháp nó quá cao siêu, hay không cần có một cái môi trường nó quá ưu đãi, mà chúng ta hãy cứ làm những thứ mà chúng ta biết. Hãy cứ làm những thứ mà chúng ta biết. Tiêu biểu thôi. Ví dụ mình luôn luôn bảo học sinh là ví dụ học xong từ vựng kiểu gì cũng quên. 3 tuần sau ôn lại một lần, 2 tháng sau ôn lại một lần. Nhưng mà trong đấy chỉ có khoảng 30-50% các bạn làm, thậm chí thấp hơn. Và những bạn không làm, đương nhiên các bạn không thuộc được, và các bạn vì đấy cho nên các bạn yếu đọc hiểu, yếu nghe hiểu, vì đấy các bạn chịu. Rất là đơn giản thôi. Ví dụ các bạn về nhà, các bạn có điện về nhà đúng không ạ? Có thằng em nó đi học về nó không học bài. Bảo là mày về, mày học xong mày về mày phải học bài chứ. Nhưng mà chính bởi vì các bạn biết điều đấy, các bạn biết là phải về học, thằng em học tiểu học học xong bài phải ôn lại thì điểm mới cao. Nhưng mà chính chúng ta biết điều đấy, nhưng mà chúng ta học tiếng Nhật xong chúng ta không ôn lại bài, cho nên chúng ta điểm kém. Chính mình dạy các bạn là học xong phải ôn bài, nên chính bản thân mình nhiều khi mình làm ở công ty xong, mình cũng không ôn lại những cái công việc trong công ty, và mình cũng dẫn đến một vài cái thất bại, một vài cái thứ nó không tốt ở trong công ty chẳng hạn, kiểu như thế. Thì chúng ta hãy cố gắng ngồi lại ghi ra những cái mà chúng ta biết, cái phương pháp mà tiếng Nhật mà chúng ta biết, và xem chúng ta đã thực hiện được những cái đấy chưa. Và khi mà các bạn chỉ cần thực hiện những cái phương pháp mà chúng ta biết, thì chúng ta biết thêm nhiều cái nữa, hoặc chỉ cần thực hiện đúng là những cái đấy thôi, là chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt rồi. Đó, hay nói ngược lại là phương pháp để chúng ta phòng tránh thất bại, đó là hãy làm những thứ mà chúng ta biết, đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Hãy isodes. Đấy, biết là những cái ở đây là có thể làm được đúng không? Có thể làm trong đúng, cái có thể làm, ưu đãi của mình, chúng ta biết trong cái môi trường của mình. Ok, hãy rồi, thế thì đó là lời khuyên dành cho các bạn đang xem livestream. Thế còn lại cuối cùng thì cô xin kết lại cái buổi gọi là buổi họp mặt ngày hôm nay của chúng ta ở đây. Nhờ, cô không biết là có khi là các bạn học ở trong những cái lớp đông như thế, mọi người có đang nói chuyện trực tiếp thầy cô bao giờ không? Hay là buổi hôm nay, buổi đầu tiên hả? Ok, thế thì nhá, hôm nay thì cô rất là cảm ơn, thay mặt trung tâm rất là cảm ơn các bạn đã cùng quay trở lại để trò chuyện và chia sẻ cùng với thầy cô và các bạn ở Dũng Body. Và với các bạn N1 thì có thể là từ giờ các bạn sẽ còn bắt đầu những cái hành trình rất là khác, rất là rộng hơn, mới hơn của tiếng Nhật hay là trong cuộc sống nữa. Còn với các bạn N3, N2 thì chắc hẳn là hành trình của chúng ta với tiếng Nhật thì vẫn còn khá là dài. Thì hy vọng rằng là giờ này của ví dụ kỳ thi sau tháng 12 sắp tới thì cô sẽ lại được gặp gỡ các bạn ở đây. Đúng không nào? Lại là gặp gỡ các bạn ví dụ đã đỗ N2 và đã đỗ N1 chẳng hạn. Đó thì hy vọng là sẽ lúc đấy lại được lắng nghe thật nhiều hơn, chia sẻ với các bạn, và chúng ta cùng nhau nhìn lại cái quá trình. Cứ mỗi tháng, mỗi năm, mỗi nửa năm đó chúng ta lại nhích thêm được một chút nhá. Thì chúc các bạn sẽ luôn luôn thành công và sẽ luôn luôn hướng về phía trước, cái ngày hôm sau của chúng ta thì sẽ luôn luôn tốt ngày hơn ngày hôm nay, và 6 tháng sau chúng ta lại tốt đẹp hơn ở một cái vị trí khác hơn của 6 tháng bây giờ nhá. Thì hãy và lời cuối cùng thì thay mặt Dũng Mô đi chúc các bạn sẽ luôn luôn thành công nhá, không chỉ trong tiếng Nhật mà trong cả cuộc sống nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến tham gia buổi giao lưu cùng với thầy cô ngày hôm nay. Đấy, và chúng mình sẽ kết thúc buổi livestream cũng như là buổi giao lưu ngày hôm nay tại đây nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.